Hi, xin chào tất cả mọi người. Đây là khu di tích ngã ba dòng. Khu này khá là rộng và mát mẻ. Xuống đây có thể mướn cái xe đạp đôi này. Đang đi xe đạp đôi. Đang đi dưới anh nghĩ là xe đạp đôi. Mình có thể đạp một vòng quanh đây. Không khí trong lành mát mẻ ha. Mình kia có cái ao sen rất là đẹp. Ở đây người ta phân khu ra, người ta trồng trầu với cao. Nói chung là một mô hình thu nhỏ có 18 thôn vườn trầu đó. Mời mọi người coi một vòng nhé. Đi giữa hai cái hàng tầm vong nè. Ở đây tầm vong rất là nhiều nha, mát luôn, đẹp luôn. Mát quá hả? Đạp đôi một vòng ở trong cái khu tưởng niệm ngã ba dòng này nè. Không khí trong lành mát mẻ luôn. Đây nè. Tầm bông này loại khác nữa ha. Đẹp quá. Cái này giống trúc á. Giống trúc quá, trúc bạn. Giống trúc. Tạo những cái con đường đi rất là dễ thương, rất là đẹp ha. Trúc với tầm bông. Đây khu ra ngoài này người ta làm một cái tiểu cảnh hồ sen á, rất là đẹp. Đó, có thể đạp vòng quanh cái hồ sen này. Tuy nhiên mùa này thì sen nó không có bông, không có nở hoa, cho nên mình chỉ coi lá đó, lâu lâu mới có một cái bông. Đó, có thể đi vòng vòng quanh cái hồ này được. Du khách rất là thích thú để chụp hình quanh cái hồ sen này ha. Dễ thương chưa? Dạ, đây là di tích lịch sử quốc gia ngã ba dòng. Thì ở đây được gọi là một trong ba trường bắn mà thực dân Pháp lập ra tại Hóc Môn vào năm 1941. Thì ở đây thì đặc điểm đặc trưng là mình phục dựng lại quê hương 18 thôn vườn trầu. Và đặc biệt thì tại trường bắn thứ ba này, thực dân Pháp đã sát hại đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương, và đồng chí Phan Đăng Lưu, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, cùng nhiều đồng bào chiến sĩ tham gia trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Và đây là điểm đặc trưng của Hóc Môn, cũng là nơi để giáo dục cho các thế hệ trẻ, nơi về nguồn hàng năm cho các em học sinh, thiếu nhi và các đơn vị khác về đây kết nạp đoàn, kết nạp đảng và tổ chức các hoạt động khác. Hàng năm ở đây lượt khách đến đây cũng rất là đông, và trong các dịp lễ Tết và đặc biệt là ở đây là ngày 23 tháng 11, hàng năm là cái ngày lễ chính của ngã ba dòng. Thì hàng năm ngày lễ chính thì có Ủy ban Nhân dân thành phố về đây dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các anh hùng liệt sĩ. Tới đây thu hút du khách có nghĩa là được một cái không gian rất là thoáng mát, và ý nghĩa lịch sử thì cũng là nơi cho các em học tập vừa tham quan trải nghiệm không gian. Chúng ta có thể đến đây trải nghiệm cả ngày học tập, tham quan và có thể cắm trại ở lại vào ban đêm. Cho nên đây là điểm thu hút. Và Hóc Môn hiện tại thì có khu tưởng niệm liệt sĩ ngã ba dòng có diện tích là rất là lớn, là 73.708 m². Cho nên là cái lượt tiếp khách trong khoảng một ngày có thể là mấy ngàn người, vẫn là đáp ứng đủ cái nhu cầu của du khách. Từ các năm về trước á, thì năm 2018, 2019 á, thì cái lượng khách là tăng gấp 2, gấp 3. Thì riêng năm 2020 với 2021 á, thì lượng khách nó có giảm. Do cái tình hình dịch bệnh COVID-19 thì đơn vị cũng có hạn chế rồi đảm bảo cái 5K. Cho nên đó là lượng khách nó có giảm đáng kể. Một năm khoảng 20-30.000 khách. Thì năm 2021 á, thì mình có khoảng 15.000 khách thôi. Ở khuôn viên ngã ba dòng ở đây là 7,5 hectare trong khuôn viên. Ở bên ngoài 5 cổng thì khoảng 1,5 hectare nữa. Hàng năm thì cũng có ký kết liên tịch với lại phòng giáo dục huyện Hóc Môn để là giáo dục có lịch sử truyền thống cho học sinh các khối lớp vào những cái dịp là khai giảng năm học mới, hay những dịp lễ Tết, hay những cái học tập
truyền thống. Hiện tại thì không có thu một cái khoản gì hết. Thì khách đến đây nhiều khi là đơn vị còn có những cái tạo những anh em viên chức người lao động còn tạo những cái sản phẩm mà gửi tặng cho khách về nữa. Ví dụ như là mướp mình trồng ở đây, các vườn mướp rất là đẹp, rồi sau khi mà thu hoạch mướp già thì anh em sẽ lột vỏ rồi bỏ hột rồi làm thành những cái sản phẩm sơ mướp để tặng về cho khách. Hoặc như là trồng chuối nàng hương, chuối sứ thì sau khi mà chín thì dân cúng rồi sẽ cũng sẽ tặng lọc về cho khách, chứ thu thì không có thu khoản nào hết. Chắc hiện tại thì cũng chưa có tiếp khách lẻ nhiều do cái dịch bệnh nó vẫn còn diễn biến phức tạp. Thì hướng tới là thì sẽ xin chủ trương huyện ủy, ủy ban dân huyện sẽ đón tiếp, là sau khi mà cái vaccine nó phủ cơ bản á, thì cũng sẽ xin ý kiến huyện ủy, ủy ban là sẽ đón tiếp khách, tạo điều kiện cho bà con nhân dân toàn huyện Hóc Môn cũng như là trong và ngoài thành phố đến là tham quan và viếng đền. Thường là vào những dịp lễ lớn trong năm hoặc là Tết Dương lịch, Tết âm lịch thì tập thể viên chức người lao động cũng phối hợp với lại công viên cây xanh thành phố tạo những trồng, là bình quân một dịp lễ Tết là trồng khoảng 20.000 chậu hoa các loại. Thì qua đó tạo những cái tiểu cảnh hoa là toàn khu để cho khách đến tham quan chụp hình rất là đẹp. Đặc biệt là trong năm 2021 tuy là lượng khách nó có giảm, khách đến ít, nhưng mà đơn vị cũng là thường xuyên vào những dịp lễ Tết thì vẫn là anh em vẫn là trồng những cái hoa rồi tạo những cái tiểu cảnh cho khách đến. Tuy là không đón khách lẻ, không đón khách ngoài, nhưng mà những cái đoàn khách của huyện, các đồng chí lãnh đạo huyện cũng thường xuyên lên đây để dâng hương và cúng đền, cho nên đơn vị cũng phải tạo cảnh quan rất là đẹp. Anh em cũng đang là tham mưu là đề xuất là hiện tại là đôn trầu nè. Trầu thì nó đôn trầu, đôn là 18 thớt trầu. Rồi cũng trồng là dự kiến trồng khoảng 20.000 chậu hoa để tạo cảnh quan tại đền. Rồi hồ sen cũng sẽ cải tạo lại, vệ sinh những có lá già, lá cỏi để là qua đó là kích thích tạo hoa cho nó nở đẹp. Rồi trồng những cái vàng mướp, vàng bầu mới. Kinh phí hoạt động của khu di tích Ngã Ba Dòng là một năm là khoảng là 2 tỷ, cộng trừ 2 tỷ. Trong đó thì sẽ đấu thầu với công viên cây xanh thành phố là để tạo cảnh quan cây xanh, thảm cỏ, trầu cao.